Xin chào mừng quý vị đến với bản tin chuyển động công thương của Báo Công Thương. Bản tin số 55 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ giá xăng dầu cho người dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam, Canada. Doanh nghiệp, người dân vui mừng với quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Ứng dụng công nghệ chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Giá xăng dầu tăng cao khiến một số đối tượng, nhất là người dân có thu nhập thấp, ngư dân đánh bắt thủy hải sản bị ảnh hưởng, buộc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh và chi tiêu hàng ngày. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương vừa có văn bản số 3822 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao. Theo Bộ Công Thương, các biện pháp điều hành bình ổn giá xăng dầu trong nước vừa qua chỉ hạn chế được mức tăng của mặt hàng này trước biên độ biến động quá lớn từ giá thế giới. So với cuối năm ngoái, bình quân mỗi lít xăng dầu các loại đã tăng 26,73 đến 67,96%, trong khi giá thế giới tăng 44,3 đến 91,47%, thay vì chỉ hỗ trợ thuyền viên làm việc trên tàu cá đang dừng hoạt động như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ Công Thương đề nghị nên bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân. Cụ thể, việc hỗ trợ này bằng tiền từ ngân sách nhà nước để bù vào phần giá xăng dầu, loại nhiên liệu mà ngư dân sử dụng, tăng so với đầu năm 2022, giúp họ khôi phục sản xuất, vươn khơi bám biển. Thời gian hỗ trợ từ khi ban hành chính sách đến hết năm 2022. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp trong xã hội nhằm giảm bớt khó khăn cho đời sống của người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Ngày 6 tháng 7, tại Vancouver, British Columbia, Canada đã diễn ra kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế giữa Việt Nam và Canada. Kỳ họp dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Phụ trách Thương mại Toàn cầu Canada, Ngài David Morrison. Tại kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada, hai bên đã thảo luận về những thách thức và cơ hội đối với thương mại và đầu tư song phương trong bối cảnh thế giới đang có nhiều bất ổn về kinh tế, chính trị, cũng như xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, chiến lược đa dạng hóa thị trường và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Hai bên ghi nhận những tăng trưởng đáng kể trong trao đổi thương mại và đầu tư song phương kể từ khi thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đi vào hiệu lực, bất chấp những tác động của đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, hợp tác song phương về thương mại và đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai nước và cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Hai bên nhất trí nỗ lực chung để đa dạng hóa và mở rộng thương mại bằng cách tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy dòng đầu tư giữa các nước. Theo thỏa thuận hợp tác thành lập Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, các kỳ họp sẽ được tổ chức luân phiên 2 năm một lần. Tuy nhiên, xét thấy độ cần thiết của việc thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay, hai bên đã thống nhất tổ chức kỳ họp lần 2 vào năm 2023 tại Việt Nam. Liên quan đến việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường để quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, đại diện doanh nghiệp và người dân đồng tình với quyết sách này với mong muốn được chia sẻ, giảm bớt khó khăn trong hoạt động kinh doanh và đời sống sinh hoạt. Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc phỏng vấn ngắn với một số doanh nghiệp, người dân. Doanh nghiệp rất là hoan nghênh, rất là ghi nhận cái chia sẻ của chính phủ. Vừa rồi cũng đã có cái hỗ trợ cái phí môi trường đối với cái giá xăng dầu, là một cái đơn vị ở trong ngành vận tải, là cái tác động của cái phí dầu là tác động trực tiếp, nó ảnh hưởng cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là mong muốn là chính phủ có các cái giải pháp nó dài hơn, nó bền vững hơn để ổn định cái giá xăng dầu, giúp cho các doanh nghiệp, các người lao động cũng bớt khó khăn. Quốc hội đã thông qua và giảm thuế cho xăng dầu. Thì bên cạnh đó thì mình rất là mừng, rất là vui mừng vì là làm cho mình có thêm thu nhập và gọi là chi phí nó bớt đi.
thì làm cho mình có cuộc sống ổn định hơn. Mình cũng mong muốn là sắp tới thì Thường vụ Quốc hội sẽ họp và sẽ giảm thêm xăng dầu để cho anh em có thu nhập hơn. Mong là nó 20.000 hay hai mấy nghìn như mọi khi cháu, nhưng mà nó là cái chung cả thế giới thì thôi thì mình cứ lựa thế thôi. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 11/2022/TT-BCT quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá. Thông tư này quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, đường tinh luyện và đường thô có mã HS17.01 theo phương thức đấu giá. Thông tư nêu rõ, Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bằng phân giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại từng thời điểm. Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính. Thương nhân tham gia đấu giá là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Trong đó, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô theo phương thức đấu giá. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện. Chỉ trong nửa đầu năm 2022, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ làm hàng giả và buôn bán hàng giả ở quy mô lớn. Điển hình như vụ việc bắt giữ kho hàng khủng bán qua livestream tại Thanh Hóa với trên 12.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng hồi cuối tháng 4 năm 2022. Theo các chuyên gia, mặc dù Việt Nam đã đưa ra nhiều chế tài xử lý vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng nhái, song vẫn chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng làm giả. Và để tự bảo vệ mình, đồng thời cũng là bảo vệ người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính đang phải ứng dụng công nghệ số nhằm chống hàng giả tốt hơn. Hiện tại trên thị trường thì cái việc làm giả, hàng nhái rất là nhiều. Mà mình nếu mà mình sử dụng những cái phương pháp bình thường thì cũng không thể nào mà tránh khỏi. Tại vì họ cái kỹ năng làm giả của họ rất là tinh vi, cho nên là mình muốn chắc chắn cái sản phẩm của mình không bị làm nhái, không bị làm giả thì mình cần một cái phương pháp mà nó hiện đại và nó làm sao mà để nó có thể là giúp cho khách hàng tường tận truy vết được hết tất cả các nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thì sẽ làm cho tạo độ tin tưởng ở khách hàng, và thứ hai là trong cái quá trình làm của mình thì sẽ không bị một khâu nào đó bị làm giả hoặc là bị có thể là đánh cháo cái sản phẩm thật. Trên thị trường có rất nhiều cái công nghệ để chống hàng giả, ví dụ như là QR code hay là đơn giản là mã QR tin. Thì theo chúng tôi nhận thấy á, thì những cái phương pháp đó đến hiện nay nó không có hiệu quả trên thị trường vì chứng minh là có rất nhiều hàng giả, đặc biệt là mỹ phẩm của phụ nữ. Thì những cái đó rất nhiều hàng giả trên thị trường. Riêng cái QR code và RFID của chúng tôi là công nghệ gắn con chip trên từng sản phẩm, thì nó sẽ ghi lại dữ liệu của toàn bộ hành trình sản phẩm từ vùng nguyên liệu cho đến vùng sản cho đến tận tay người tiêu dùng luôn. Và một khi cái con tem đó tháo ra thì nó sẽ không thể ghi được dữ liệu và không có tình trạng làm giả được nếu như mà áp dụng cái công nghệ này. Việc sử dụng công nghệ số trong việc chống hàng giả mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Khi đã sử dụng tem, chip chống giả, công nghệ sẽ ngăn chặn được hàng giả, hàng nhái vì các đối tượng không thể làm giả hàng loạt sản phẩm của doanh nghiệp. Và người tiêu dùng không phải tốn khoản chi phí nào, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, chụp hình để quét lên sản phẩm và được cho biết thông tin nhanh chóng nhất. Khi doanh nghiệp mà áp dụng cái giải pháp công nghệ chống giả thì doanh nghiệp sẽ được sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng cũng sẽ không tốn nhiều chi phí cho việc truy xuất nguồn gốc của hàng hóa, bởi vì chỉ cần một cái điện thoại thông minh là quét lên sản phẩm thì nó sẽ hiện lên các cái thông số, các cái tiêu chuẩn của cái sản phẩm, thì người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm nào là uy tín, sản phẩm nào là thật, sản phẩm nào là không thật, để mà ứng dụng quyết định cái việc mua hay không mua. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay, việc đưa công nghệ vào chống hàng giả là cấp thiết. Tuy nhiên, để việc chống hàng giả hiệu quả, vẫn cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan cũng như người tiêu dùng để vấn nạn này không còn là nỗi lo thường trực của doanh nghiệp Việt.
Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chuyển động công thương tiếp theo.